Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, theo dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến năm 2030, cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học và 50 phân hiệu. Trong đó, phát triển thêm 3 đại học quốc gia trên cơ sở Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương không thành lập trường đại học công lập mới, trừ các trường hợp cần thiết thành lập tại một số vùng có mức độ tiếp cận đại học thấp, cụ thể là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Chiều ngày 19 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trân trọng gửi lời chúc mừng tới tất cả các thầy cô giáo nhân dịp 20 tháng 11. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi nhà giáo được tuyên dương là một tấm gương tiêu biểu được lựa chọn trong số 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Bộ trưởng cũng cho rằng, đổi mới vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với mỗi thầy cô. Quan trọng nhất, nhà giáo phải biết vượt qua giới hạn của chính mình. Xác định phát triển đội ngũ nhà giáo là nhân tố quan trọng, là nền tảng bền vững, quyết định mọi thành công của giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã, đang và sẽ cố gắng làm mọi việc, mọi biện pháp để có thể nâng cao vị thế, phát triển lực lượng nhà giáo cả về lượng và đặc biệt là về chất. Tại Quảng Nam, trường Cao đẳng Thaco vừa tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024, khóa đào tạo thứ 14 kể từ khi nhà trường ra đời và đi vào hoạt động, và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với lợi thế là cơ sở đào tạo gắn với liên kết thực hành trực tiếp tại nhà máy, xí nghiệp, nông trường, nông trại, năm học 2022-2023, dù trải qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, nhà trường cũng tuyển sinh gần 700 học sinh, sinh viên, đạt 98% chỉ tiêu đề ra. 563 học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và trên 90% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt, trường đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Nam và các huyện miền núi của Quảng Nam, Kon Tum tuyển sinh đưa về trường đào tạo 174 học sinh là người vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Bố trí việc làm tại Chu Lai và các nông trường, nông trại của Thaco Agri tại Lào, Campuchia, góp phần cung ứng nguồn lực lao động có tay nghề, giải quyết việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Quảng Nam và các địa phương lân cận. Trong niềm vui tròn 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Ngày Xã hội tôn vinh những người làm công tác đào tạo và chào đón năm học mới, cũng là thời điểm thầy và trò trường Cao đẳng Thaco bước vào năm đào tạo thứ 14, kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong giảng dạy và học tập. Huế được biết đến là thành phố du lịch đặc trưng, thành phố festival của Việt Nam, cũng là nơi lưu giữ nhiều di sản cộng đồng đã được công nhận. Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với các đơn vị làm văn hóa tại Hà Nội quảng bá những đặc sản cố đô, từ di sản thế giới châu bản triều Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế đến các trò chơi dân gian trong cung đình xưa. Lần đầu tiên tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, du khách được tham gia các trò chơi cung đình Huế như trò xăm hương, trò bài vù, trò đầu hồ, trò thả thơ và viết tặng thư pháp. Đây là các trò chơi đã được Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phục dựng và đưa vào hoạt động giáo dục di sản trong những năm qua. Đặc biệt, nhã nhạc Cung đình Huế được quảng bá đậm nét trong chương trình nghệ thuật di sản hội tụ diễn ra vào không gian ban đêm. Sự hội tụ chung tay của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Giáo dục Văn miếu Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định những nét tương đồng trong việc phát huy giá trị di sản, khẳng định mục tiêu khai thác không gian di sản về đêm thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Các cái đơn vị bảo tồn di sản của chúng tôi đang hợp sức với nhau để làm cho di sản của văn hóa Việt Nam cùng tỏa sáng. Những cái sự kiện trong những cái chuỗi hoạt động như thế này trong ngày di sản thì Trung tâm Bảo tồn Di tích đã tổ chức đến 5 sự kiện, và trong đó là có các sự kiện ở trong nước cũng như là các sự kiện mang tầm quốc tế. Với những hoạt động ý nghĩa nhằm đưa di sản thế giới đến gần hơn với công chúng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng phối hợp với Trung tâm Lưu giữ Quốc gia 1 tổ chức trưng bày châu bản triều Nguyễn, ký ức một triều đại. Chương trình cũng tạo cơ hội giao lưu, quảng bá văn hóa giữa các đơn vị bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.
Bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Bản tin có sự đồng hành của bàn thạch Riverside Hotel and Resort. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.